Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể lựa chọn được một cái con máy ép trái cây loại tốt dùng phù hợp cho mô hình kinh doanh quán cà phê. Tiêu chí để chúng ta lựa chọn một chiếc máy ép trái cây loại tốt đó là cái con máy đấy nó cần phải vận hành một cách êm ái với công suất lớn để có thể ép được đa dạng các loại trái cây từ cứng cho tới mềm với một cái tốc độ vận hành được êm ái, nhanh chóng mà không gặp bất cứ vấn đề khó khăn gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá cái cảm quan bên ngoài ở phía bên ngoài vỏ hộp để xem là chúng ta có những cái thông số như thế nào. Thứ nhất rằng là ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là tên của máy là đến từ nhà sản xuất Uniblend. Ký hiệu model của nó là SS01 và ở phía bên dưới đây thì chúng ta sẽ có một số những cái ký hiệu đến từ nhà sản xuất. Ví dụ như là cái vỏ máy thì sẽ được làm 100% từ cái loại nhựa có tên là BPA Free. Đây là một cái loại nhựa được chứng nhận là an toàn cho sức khỏe, không có chứa cái hợp chất hóa học BPA. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái lõi động cơ bằng cái lõi đồng nguyên khối. Và tiếp đến đó chính là cái họng chứa khi mà chúng ta đưa trái cây vào bên trong thì có kích thước là 3 inch, tương đương cả 8 cm. Với một cái họng chứa lớn như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng đưa các loại trái cây ở bên trong như là cà rốt hay là táo, và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn là mình không phải mất quá nhiều thời gian trong việc là mình phải cắt nhỏ trái cây ra, mình sẽ đưa các loại trái cây lớn ở bên trong và máy vẫn có thể là ép cũng như là vận hành được một cách êm ái và trơn tru. Và với tất cả cái điều đó thì nhà sản xuất người ta cũng giới thiệu rằng là nó sẽ cho cái chất lượng nước ép trái cây ra rất là tuyệt vời. Thì bên cạnh bên đây thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái thông tin, thông số của máy như rằng là máy thì có 12 hàng lưỡi dao với cái góc nghiêng của lưỡi dao là 80 độ theo tỷ lệ vàng, và cái phần lưới lọc của máy thì sẽ có kích thước cực kỳ nhỏ, chỉ 0.45 microporous. Từ đó nó sẽ cho cái phần chiết xuất nước ép trái cây của mình nó được nhất quán, được đồng đều hơn và với chất lượng tốt hơn. Ở phía bên phần đối diện đây của chúng ta thì mình cũng sẽ có một số những cái thông số đến từ nhà sản xuất, thông số của máy như rằng là tên của máy MultiQuick Professional Juicer, nhãn hiệu là Uniblend và cái model của nó là SS01, hiệu suất tiêu thụ điện năng là 1000W và máy này thì chạy với cái hiệu thế điện là 220V 50Hz, tốc độ vòng xoay là 16.500 vòng trên 1 phút. Dung tích của ca chứa bã là 2 lít và dung tích của cái ca chứa nước ép của chúng ta là 0,8 lít, tương đương cả 800ml. Và cái trọng lượng của máy là 4,3 cân và cái tổng kích thước đóng gói của nó là 5,2 cân, với cái kích thước của gói hàng là 39.8 x 26 x 41.4 cm và có nguồn gốc xuất xứ là Made in China. Bây giờ tôi sẽ mở hộp máy ra để xem bên trong cái máy này như thế nào các bạn nhé. Một tờ hướng dẫn sử dụng. Và đây là toàn bộ những bộ phận của chiếc máy ép Uniblend SS01. Cảm quan đầu tiên khi mà sờ vào chiếc máy này thì tôi thấy là đây là một con máy mà có độ hoàn thiện rất là cao, rất là chắc chắn, nặng. Phía bên dưới của máy thì có những cái chân giáp hút như này để nó có thể là hút xuống dưới phía bề mặt của quầy bar. Từ đó sẽ giúp cho máy có thể là vận hành được êm ái hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng, nó sẽ không có bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Việc tháo lắp của cái máy này cũng rất là đơn giản và dễ dàng, không giống như là một số những cái dòng máy ép chậm khác với cái thao tác tháo lắp nó khá là khó khăn, thì chỉ với một vài cái thao tác cơ bản đơn giản thôi là chúng ta cũng đã có thể là dễ dàng tháo lắp được máy ra, tháo ra để vệ sinh máy cũng như là lắp vào một cách rất là dễ dàng và đơn giản. Về các linh kiện ở bên trong thì mình đánh giá là cái mức độ hoàn thiện của linh kiện rất là tốt. Các linh kiện được làm rất là chắc chắn, phần lưới lọc thì rất là mịn. Và khi chúng ta thực hiện cái thao tác như là tháo lắp thì nó rất là dễ dàng. Về mức độ hoàn thiện của các chi tiết thì mình đánh giá là khá là tốt. Ở đây ví dụ chẳng hạn như rằng là cái phần ca đựng bã này với cả cái phần nắp ở phía trên đây nó được thiết kế rất là kín khít với cả nhau, từ đó nó sẽ giúp cho mình hạn chế được tối đa cái vấn đề là khi chúng ta tráng máy sau mỗi một lần xay thì cái nước nó sẽ không có bị rò rỉ hay là văng tung tóe ra phía bên ngoài. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc ca đựng nước ép trái cây với dung tích là 800ml, với một cái thiết kế là chúng ta sẽ có thêm một cái nắp ở phía trên như thế này, một cái thiết kế rất là thông minh và hiện đại. Nó sẽ giúp cho mình hạn chế được tối đa cái vấn đề là khi mà cái nước ép trái cây của chúng ta mình ép ra nó sẽ bị văng ra bên ngoài, thì cái với cái thiết kế như này thì cái phần nước ép của mình nó sẽ không có bị rơi rớt ra bên ngoài.
Phía bên này thì chúng ta sẽ có dây nguồn để cắm điện 220V, chỉ cần cắm điện vào và vận hành sử dụng thôi. Về phần công tắc sử dụng thì chúng ta sẽ tổng gồm có hai chế độ, số 1 và số 2, với các tốc độ vận hành khác nhau, phù hợp với cả chức năng ép các loại trái cây với kích thước cũng như là độ cứng mềm khác nhau. Và sau đây thì tôi sẽ thử thực hiện một số các bài test cơ bản để test thêm cái hiệu suất vận hành của cái con máy UniBlend SS01 này như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử test với cả một cái bài test nhẹ nhàng với cả những cái loại nước ép trái cây mềm, ví dụ như là táo. Ở bài test này thì như các bạn thấy rằng là máy vận hành êm ái, trơn tru, không gặp bất cứ một vấn đề gì khi mà ép những loại trái cây mềm như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái bài test hardcore hơn, là tôi sẽ thử cho cái con máy ép UniBlend SS01 này nó thử ép cái loại trái cây cứng hơn, ví dụ như cà rốt đây chẳng hạn, để xem là nó sẽ vận hành như nào các bạn nhé. Như các bạn biết rằng là ở một số những cái dòng máy ép trái cây mà cấp thấp với giá rẻ thì thông thường khi chúng ta ép những cái loại trái cây cứng, ví dụ như là cà rốt hay là ổi, thì nó sẽ gặp một số cái khó khăn, ví dụ như máy rung lắc rồi bị kẹt không ép được, và những cái vấn đề nó sẽ phát sinh, hoặc rằng là trong cái quá trình ép thì cái nước ép trái cây nó sẽ bị rò rỉ bên ngoài hoặc là văng tùm lum tung tóe ra ngoài. Nhưng mà cái con máy ép này thì vẫn có thể ép được rất là ngon với cả cái tốc độ ép rất là nhanh, nói chung là khá là ngon. Bây giờ thì tôi sẽ hoàn thiện nốt cái ly nước trái cây này của mình các bạn nhé. Vậy là tôi đã vừa mới hoàn thành xong 2 ly nước ép trái cây của mình với sự hỗ trợ giúp sức của con máy ép trái cây UniBlend SS01 này. Với một cái con máy này thì mình đánh giá đây là một con máy tầm trung, với mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng thì với chất lượng rất là tốt và đáng mua. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy con máy này như thế nào? Chất lượng có tốt hay không? Qua cái video mà mình vừa chia sẻ với cả các bạn vừa rồi thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video để mình và mọi người cùng biết các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.